Xin chào tất cả các bạn, Nam Việt xin phép được giới thiệu mẫu dấu tích điểm. Dấu tích điểm là dấu được sử dụng phổ biến trong các nhà hàng và quán ăn hay các shop thời trang để tích điểm cho khách hàng mỗi khi mua hàng, để đổi quà hay là chiết khấu. Mẫu dấu tích điểm sử dụng nhỏ gọn như một thỏi son như thế này. Khi sử dụng các bạn chỉ cần rút nắp ra, sau đó đóng vào các cái ô tích điểm. Rất đơn giản và tiện dụng. Hãy liên hệ Nam Việt để sử dụng con dấu này nhé. Con dấu với giá rất hợp lý, từ 200 đến 250, các bạn đã có thể sở hữu.